Thành An, mọi người về rồi nè. Có chuyện gì vậy? Mấy đứa con căn nhà mình sao lại thành ra như vậy? Wow, bảo tới nữa hả? Sao mới có đồ đạc rồi vậy? Còn phải hỏi nữa, đương nhiên có trộm vô nhà rồi. Có trộm sao? Nhưng Thành An nó ở trong nhà mà. Không phải nó bị người ta trói rồi chứ? Thành An à, con Kim Thành An, con làm cái quái gì vậy? Bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy hả? Thì đó, anh rửa máy lạnh về rồi hả? Đi ra ngoài coi đi. Có chuyện cái gì vậy? Quỷ này, con mau ra đó con thử đi. Con coi cái nhà mình, con coi đi. Thử đồ đạc trong nhà con mình đi. Nhìn đi. Tại sao lại ra nông nỗi này chứ? Kênh đó nói rõ ràng là tới rửa máy lạnh mà. Bây giờ rửa máy lạnh còn bao gồm luôn cả sửa đồ gia dụng điện hả? Thằng ngu, thằng đó là kẻ trộm, con để trộm vô nhà mình rồi đó. Không đâu má, bây giờ anh nói là tới rửa máy lạnh mà. Anh lại. Tới rửa máy lạnh. Rửa máy lạnh? Ông ngoại kêu anh tới hả? Ông ngoại anh kêu tôi tới, ông nói có anh ở nhà. Vậy tôi gọi điện thoại nói với ông ngoại một tiếng cái đỡ. Anh à, lát nữa rửa máy lạnh nhiều bụi lắm, tôi sợ da anh sẽ bị ngứa đó, anh vô trong phòng có dễ ổn hơn. Da sẽ bị ngứa nghiêm trọng gì sao? Vậy anh cứ từ từ rửa nha, rửa xong kêu tôi vô phòng chơi game. Nó nói cái gì con cũng tin được sao? Nó không có tới rửa máy lạnh mà là tới trộm đồ đó. Sao con có thể ngu tới như vậy hả Thành An? Ngày đầu tiên con mới biết ông ngoại con sao? Có khi nào mà con thấy ông ngoại con đưa tiền cho người ta tới nhà sửa máy lạnh chưa? Sao trường đại học dạy con ngu ngốc tới vậy hả? Câu cửa miệng của ông, gì mình có thể làm được? Sao lại đưa tiền thuê người ta về làm? Trước giờ ba đều toàn tự rửa hoặc là kêu bác sĩ lên nhà rửa thôi à. Bỏ đi, bây giờ con nói chuyện này cũng vô ích. Tên trộm đó khi nào tới đây vậy? Coi thử có đuổi kịp không? Hình như là khoảng 2 tiếng trước đó. Đuổi theo cái gì nữa? Gọi điện báo cảnh sát đi. Con gọi liền nè. Em biết rồi chị hai, bộ hồ sơ bìa màu xám chứ gì. Chị với ba cứ ăn trước đi, em lên đó liền. Bye bye. Ý, anh làm gì ở đây vậy? Anh lau xe đó. Ý, ở đây ăn cơm cũng có dịch vụ lau xe miễn phí hả? Đúng rồi, anh đi ăn ở đây đúng không? Đúng vậy, tôi và chị hai đi ăn cơm ở quán cơm doanh nhân đó. Tôi muốn hỏi là ngoại trừ lau xe ra có vệ sinh luôn bên trong không? Có, rửa xe luôn cũng được nữa. Anh để lại chìa khóa cho tôi đi. Quán cơm bên nhà đúng không? Một bàn số mấy, sau khi làm xong tôi đưa cho anh. Được đó. Nè, anh nói với chủ tiệm đưa cho cô Long là được rồi. Được rồi. Cảm ơn anh nha. Được cái sáo mà. Ý, khoan đã. Chị hai nói kêu người khác làm việc phải cho tiền tiếp đó. Cảm ơn nhiều. Lau cho sạch nha. Yên tâm đi, đừng lo lắng nha. Ủa, xe của chị đâu rồi? Phải ha, tại sao lúc nãy không ai đưa lại chìa khóa xe cho chị vậy? Không lẽ lái xe đi chỗ khác rửa? Em đang nói gì vậy? Lúc nãy có nhân viên lau xe, anh nói đi ăn ở đây có dịch vụ lau xe miễn phí, còn có thể vệ sinh bên trong xe và rửa xe lau nữa. Lau xe miễn phí? Em đưa chìa khóa xe của chị cho người ta hả? Trời ơi, từ khi nào ở đây có dịch vụ lau xe miễn phí chứ? Ủa, không có hả? Ê, anh gì ơi. Hả? Tôi muốn hỏi, cái anh cung cấp dịch vụ lau xe miễn phí ở đây đâu mất tiêu rồi? Lau xe miễn phí hả? Ở đây chúng tôi không có đâu. Hả? Vậy không phải tôi bị người ta gạt sao? Em trai à, cuối cùng em nhận ra rồi hả? Nhưng mà lúc nãy người đó đúng là mặc bộ đồ vệ sinh thiệt mà. Ý, thôi chết rồi. Lúc nãy em còn cho tiền tiếp nữa, vậy không phải em bị gạt mất 100 đô hả? Em chỉ bị người ta gạt 100 đô, chỉ bị người ta lấy mất nguyên chiếc xe. Em trai à, đâu em có cái gì tạo nên vậy hả? Tại sao em lại như vậy chứ? Em làm chị tức chết đi được, mau báo cảnh sát đi. Thật có là bị quá đáng không? Mà má thật sự không hiểu tại sao con trai má lại ngu tới như vậy. Tại sao con lại ở đây? Tôi có một anh bạn cảnh sát mời tôi làm khách mời đặc biệt của hoạt động chống tội phạm. Vậy tại sao cô lại ở đây hả? Tôi hả? Không có gì. Sắp tới tôi viết một cuốn tiểu thuyết có liên quan tới vụ án cướp bóc vào những năm 70, nên tới kiếm cảnh sát Trần thu thập thông tin thôi. Anh đó, lần sau đừng ngốc vậy nữa. Thấy người ta cầm chổi lông gà thì bị người ta lấy mất chiếc xe. Tôi biết rồi. Trời. Bị người ta lấy mất chiếc xe hả? Khách mời đặc biệt, em trai của Thông Minh tới vậy, chắc là hai chị em cô giống nhau lắm đó. Anh đó, sau này đừng có để người lạ vô nhà rửa máy lạnh nữa, dẫn tới bị người ta trộm hết đồ trong nhà. Trời ơi. Không có lần sau đâu sếp. Tôi bị người ta trộm chiếc xe thôi, còn đỡ hơn nhà cô bị người ta trộm hết đồ đạc. Hùng Thượng Thiện à, cô đúng là thiên tài, chẳng trách con trai cô giống y chang cô hả?
cũng như nhau thôi. Em trai tôi sao mà giỏi giang như nó chứ, về mặt ngu đó. Sao bằng được em trai cô nhất cử nhất động thôi được phát tán được vẻ ngu ngốc của nó. Nó mà nhận đứa thứ hai, ai dám nhận đứa thứ nhất đâu. Má, chúng ta đừng đứng đây cãi nhau nữa. Chị hai à, chúng ta đi thôi. Tại đi. Con hết đó. Chị má không muốn nhìn thấy con em nữa.